Xin chào các bác, em là Hải Đồ Đồng đây. Thì hôm nay là em đã hoàn thiện xong được một bộ đính thờ mà anh Phương anh ấy đã là đặt hàng bên em. Thì cái bộ đính thờ này là làm từ chất liệu đồng vàng, và anh đang chọn cái mẫu đính thờ đồng vàng là thuộc vào cái dòng cao cấp nhất và đang được đánh giá rất là cao về cái tính chất của nó và cái mẫu mã của nó. Và cái bộ đính thờ này có sự đặc biệt, cực kỳ đặc biệt là bộ đính thờ này làm nặng khoảng tầm 41 kg đấy, và sẽ được đúc liền này, chân lân tai mây này đấy. Thì cái bộ đính thờ này là anh Phương anh đặt em làm trong vòng khoảng tầm hơn một tuần rồi, thì em đã hoàn thiện xong với một cái bộ đính thờ cho anh ấy. Và cái bộ đính thờ này là anh ấy trong thời gian anh ấy suy nghĩ rất là nhiều, là anh ấy muốn đặt một bộ cắt tút thì cái số tiền của anh thì hiện tại thì không đủ, và anh cũng muốn đặt một cái bộ đính thờ là sao cho chất lượng nhất và đẹp nhất. Thì em cũng có tư vấn vì tại cái nhu cầu của anh ấy là muốn mua một bộ đính thờ cao cấp, và với cái số tiền là bình dân thì em cũng đã giới thiệu cho anh ấy một cái bộ đính là làm từ chất liệu đồng vàng này, và cái mẫu này là mẫu cao cấp nhất trong những bộ đính thờ đồng vàng, và nó có những cân nặng khoảng tầm lên tới khoảng tầm 41 kg. Thì em đã giới thiệu qua cho anh ấy và anh ấy rất ưng cái mẫu này, vì tại là các họa tiết hoa văn ở đây thì nó làm rất là đẹp và được sắc nét, và cũng là cái một cái mẫu mới trong năm 2022 bên em. Thì anh đã cân nhắc rất là nhiều trước khi mua những bộ đính thờ. Nhiều bác cũng có rất nhiều quan tâm về cái các bộ đính thờ và cái giá cả, như là các bác thông thường là thường hay thích là đồng cắt tút, nhưng mà đồng cắt tút thì tài chính của mình nếu mà có tài chính hơn thì mình nên mua bộ cắt tút, còn nếu mà không thì các bác có thể lựa chọn những bộ đính thờ đồng vàng. Và bộ đính thờ đồng vàng thì có rất nhiều loại, như cái loại đây là loại cao cấp nhất trong tất cả những cái bộ đính thờ rồi, đính thờ đồng vàng rồi. Thì em cũng quay sơ qua, cũng là lấy hình ảnh gửi luôn cho anh Phương ở ngoài Hà Nội luôn, và cũng cho quay cho các bác để các bác thấy được cái chất liệu của bộ đính thờ, và cũng xem như là cái mẫu mã của bộ đính thờ nó như thế nào. Thì em sẽ quay rõ cho các bác xem từ trên xuống dưới của một cái bộ đính thờ. Đây là đính thờ đấy các bác. Đây, từ con nghê này đến cái phần bụng này, họa tiết này, nhìn nó rất là dày dặn và chắc chắn luôn đấy ạ. Thì chỉ có mẫu này bên em là độc quyền luôn các bác nhé. Và con hạc này các bác nhìn này, con hạc này sẽ được khắc chạm này, mắt này rất có hồn, nhìn rất là thật luôn đấy ạ. Đây các bác thấy chưa ạ, rùa này, các đường vân này nó rất là đẹp, các bác thấy rất là nét đúng không ạ. Bên cạnh đấy thì là cái phần chân nến này là cải thiện rất là nhiều, các họa tiết hoa văn khắc chạm rất là nổi và có độ sâu rất là nổi bật, như rồng phượng ở trên cái điểm nến này các bác nhìn này. Còn phần dưới thì phần tứ linh được khắc chạm tứ linh long ly quy phụng, thì các bác thấy các đường nét ở đây thì cũng sẽ được khắc chạm nổi và nó được cải tiến rất là nhiều. Khi mà đặt được bộ đính thờ rồi, anh ấy cũng có yêu cầu bên xưởng là làm cho anh một chiếc mâm bồng, cũng là đây câu mâm bồng đường kính 35, đây mâm bồng chữ phúc luôn ạ, bên ngoài là cánh hoa sen đây các bác thấy ạ, rất là đẹp đúng không ạ. Thì là cũng là một cái câu chuyện nhiều bác cũng đang rất băn khoăn và thắc mắc về mua về những bộ đính thờ như thế nào thì cho nó vừa với túi tiền của mình. Thì có bác nào muốn quan tâm ấy, đặt những bộ đính thờ thì hãy liên hệ trực tiếp cho em sẽ tư vấn cho các bác. Thứ nhất về kích thước bàn thờ làm sao cho bộ đính nó phù hợp với lại kích thước bàn thờ nhà bác. Thứ hai về cái số tiền của các bác sẽ phù hợp với lại với những bộ đính thờ nào có thể đảm bảo được cái chất lượng. Thứ hai là có thể đảm bảo được về cái thời gian khi bác sử dụng. Còn vấn đề thứ ba nữa thì là về cái quy trình của những cái bộ đính thờ này, thì bên em thông thường ấy sẽ là chụp ảnh gửi video lại cho các bác trước khi gửi, nên các bác yên tâm khi mà các bác đặt hàng trên mạng hoặc là trên trực tuyến hoặc là trên Zalo của em, thì em sẽ đảm bảo được cho các bác tất cả những cái quyền lợi đấy cho các bác, nên các bác yên tâm khi đặt hàng bên xưởng nhà em. Em xin chào và hẹn các bác vào video lần sau.